báo giá cho anh em ba con lọc anh em nhé. Và đây là báo giá lẻ, bán từng lẻ từng sản phẩm, nên đừng bác hỏi là mua cả bộ nhá. Anh em xem thì xem cho nó rõ, xem cho nó đến nơi đến chốn. Nói thật thì anh em nghe chắc không thích đâu. Kinh thật đấy, dòng lọc volume rất nhỏ, to quá. Một tinh đích 8045. Nó làm mỏng thôi anh em nhá, nhưng mà đừng có nghĩ là mỏng mà nó kém nhá các bác nhá, nó chỉ làm cái vỏ thôi. Đấy. 8044 thì nó dày hơn, 8045 làm mỏng, nó làm mỏng để nó thiết kế theo từng cái dạng sản phẩm, chẳng hạn nó có đa dạng sản phẩm. Để nhanh cho anh em 2.8 con tích đích này, 2.8 nhá. Còn ROK của Hàn Quốc cực hay luôn. Giá 2.5 triệu. Còn con lọc VIP của LG Hàn Quốc 515 giá 3.5 triệu. 3.5 triệu anh em nha. 3 con lọc mới về ngày hôm nay. Con này 2.8 triệu, con này 2.5 triệu, con này 3.5 triệu. Đều là đa cầu điện, có điện 100 và điện 220. Hàng bao zin bao đẹp anh em.